Tiếp theo là phần chánh văn. Ma ha thon nhỏ dọn rồi đã bước xuống đi qua bên giác mà sao hỡi còn chờ dân tình xem dáng cứ ngâm nga. Ngâm nga vì khổ tới bên an bổn phận tu hiền phải lanh biết đạo tùy thời mau tránh khổ nhưng chớ đừng thì thôi những tài ba. Chú thích: Ma ha thoàn nhỏ. Ma ha là chỉ nền đạo rộng lớn, nó vẫn rỗng không sáng tỏ, đồng với bản thể đạo tâm. Nói đến ma ha là nói đến đại đạo. Thoàn nhỏ là chiếc ghe nhỏ của Đức Âm, Đức Quỳnh Giáo Chủ có xác nhận. Thoàn nhỏ ly gia dị tất nan, bửu sanh du lịch lục châu giang, kim sơn thương mãi toàn lê thứ, thức tỉnh bá gia giấc mộng tràn. Ma ha thoàn nhỏ dọn rồi đa là nền đại đạo rộng lớn của Phật giáo nói chung, Phật giáo Hòa Hảo nói riêng. Đức Quỳnh Giáo Chủ đã ra đời trước ngày sáng tác 6 tháng tại thánh địa Hòa Hảo, nơi phát tích nền đạo hiện đại. Đức Thầy đã phương tiện mượn chiếc ghe lịch sử của Đức Ông đi chu du khắp Nam Kỳ lục tỉnh, tỉnh thức bá gia. Ngài đã dọn rồi, tức đã ra đời giáo đạo. Nền đại đạo đó tuy hiện giờ bó gọn trong chiếc thoàn nhỏ, nhưng mai sau nó sẽ bành trướng sâu rộng như nền đạo Phật Thích Ca. Như Ngài xác nhận: ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xả hương khắp chốn. Nói rõ, Đức Tôn Sư mượn sự để bài lý, dùng chiếc thoàn nhỏ đi du lịch để nêu sự kiện thực tế để quá độ đời. Chớ chân linh Ngài biến mấy chiếc ghe to cũng được. Như Ngài xác nhận: đến đây thầy tớ quá mười, chỉ có thầy trò mà biến thành 10 người để diễn xuất Sơn Đông. Bến giác là do chữ giác ngạn, tức bờ giải thoát. Đối tượng với bến mê, Đức Thầy có câu: thả thuyền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Ngâm nga, đọc hoặc ngâm lên như đọc giảng hoặc ngâm thơ theo dần điệu nhất định. Nghĩa bóng đọc thơ suông không có dụng ý gì cả. Thi thố, thi là thi hành một việc gì, thố là đặt một vật làm ra cho mọi người trông thấy, đem sở đắc của mình để cho mọi người biết. Tài ba còn gọi là tài hoa, tài năng biểu lộ phát rõ ra ngoài. Cổ nhân có dạy: tài cần phải học, học cần phải tỉnh, không học không rộng được tài, không tỉnh không thành việc học. Cụ Nguyễn Du cũng có câu: có tài mà cậy chi tài,
chữ tài liền với chữ tai một dần. Đức Tôn Sư Phật Giáo Hòa Hảo cũng thốt lên ý nghĩ đó: tài tai hai chữ cân phân, trời ban hòa phước một lần cho ta. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, Đức Giáo Chủ khuyên ta chớ nên thi thố tài ba, mà chỉ nên âm thầm rèn luyện đức tài, chờ khi hữu sự phương tiện giúp đời thì chắc chắn thành công. Như gương của Hàn Tín nhẫn bọn thiếu niên giữa chợ khi chưa gặp giận. Lược giải từ câu 33 đến câu 40. Phật Giáo Hòa Hảo là nền tảng hiện đại, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khai mở vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão tại Thánh Địa Hòa Hảo. Ngài đã dọn thuyền xong rồi, nên dục thúc nhân sanh hãy nhanh chân bước xuống để Ngài đưa qua bến giác. Chiếc thuyền này tuy nhỏ nhưng sau này công dụng vô cùng tận. Ta đừng thờ ơ chờ Ngài kêu réo mãi. Dạy chúng dân ráng xem kệ giảng để vừa học vừa hành theo những lời chỉ dạy xác thực hợp thời cơ. Chúng ta vừa ngâm giảng vừa biết việc khổ tới nơi, vừa phải tu hành chân chất và xa lánh chỗ tranh danh đoạt lợi. Tùy thời ứng dụng thích đương, đừng khoe sức khoe tài mà uổng mất một kiếp con người.